Trong cái nóng lên đến 40 độ C, các hộ dân xã Nga Trường, huyện Nga Sơn vẫn dùng máy bơm bơm nước để diện tích lúa mới cấy không bị khô hạn. Trạm bơm Sa Loan thuộc chi nhánh thủy lợi huyện Nga Sơn đã vận hành liên tục 24 giờ trong ngày để cung cấp đủ nước cho trên 80% diện tích lúa đã cấy của huyện với phương thức tưới luân phiên, cứ 2 đến 3 ngày tưới lại một lần để tránh tình trạng lúa bị chết do khô hạn nắng nóng. Trong cái nguồn điện mà để phục vụ bơm nước tưới thì trong những cái giờ cao điểm thì thường là nguồn điện xuống thấp. Chúng tôi không thể chạy hết công suất máy được mà chỉ chạy cầm chừng. Trước tình hình đấy thì chúng tôi đã làm việc với ngành điện rồi. Thì nếu mà trong thời điểm mà nó mà cứ kéo dài như thế này thì chúng tôi phải nâng cái công suất, cái điều kiện cấp điện của ngành điện lên. Thì ngành điện cũng đã thống nhất với chi nhánh là khi nào mà nguồn điện xuống quá thấp thì ngành điện sẽ bổ sung thêm để cho đảm bảo cái nguồn điện phục vụ sản xuất. Nắng nóng với nền nhiệt độ cao dẫn đến cây lúa mới cấy đẻ nhánh kém và có thể chết nếu không cung cấp đủ nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi căn cứ vào dự báo tình hình khí tượng thủy văn, kiểm tra, đánh giá, cân đối khả năng nguồn nước của từng công trình đầu mối để chủ động cung cấp nước cho những vùng có khả năng xảy ra khô hạn thiếu nước. Tiến hành kiểm tra, tu sửa trạm bơm, các công trình thủy lợi, gia cố bờ vùng bờ thừa đảm bảo tưới hiệu quả. Trong điều kiện nắng nóng hiện nay thì với những cái diện tích lúa sau cấy thì ưu tiên số 1 là bà con phải giữ được cái mực nước từ 3 đến 5 cm trong ruộng. Và để mà giữ được cái mực nước này thì trước và sau khi cấy thì bà con phải đắp các cái bờ vừng bờ thửa và những cái vị trí thoát nước trong ruộng để mà giữ nước. Với những cái diện tích lúa mà đầy đủ nước ấy, thì khi mà lúa bén rễ hồi xanh và bắt đầu có lá mới thì bà con phải tiến hành là chăm sóc, tổ chức là chắm sạp kịp thời để đảm bảo mật độ, tránh cái hiện tượng là khuyết mật độ, và bà con kết hợp là bón phân. Không chỉ nắng nóng gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây lúa, hiện nay dày nâu, dày lưng trắng trưởng thành, sâu cuốn lá nhỏ lúa bốn, ốc bưu vàng cũng đã phát sinh gây hại với diện tích nhiễm gần 27 ha. Do mới xuất hiện, đang ở diện hẹp nên các địa phương chỉ đạo hướng dẫn bà con thường xuyên theo dõi, diệt sâu bệnh, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại vượt quá ngưỡng, tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp, tránh để lây lan ra diện rộng.